Đêm ngủ quên cuối cùng của một gia đình. Bạn đã xem về một bộ phim kinh dị, nó được dựa trên một câu chuyện có thật. Các tài liệu của sự cố không thể giải thích được này xảy ra với một gia đình trẻ, một đôi vợ chồng trẻ, nhưng nó không xảy ra ở Mỹ mà ở London của nước Anh. Khi tôi tìm trên không gian mạng vô tận, tôi đã bắt gặp đoạn video như sau. Theo thông tin thì đây là những khoảnh khắc cuối cùng của đôi bạn trẻ xảy ra ngoài đời và những sự kiện đáng sợ và nguy hiểm trong ngôi nhà này. Cặp đôi bắt đầu quay mọi thứ, sau đó một làn sóng huyền bí tức giận đã xảy ra, rồi đôi vợ chồng bất hạnh đã rơi vào cảnh kinh hoàng và tuyệt vọng. Đây là đoạn ghi âm cuối cùng cuộc đời của anh ta đã qua đời và người vợ mất tích của anh ta. Khi cả hai vợ chồng đang ngủ thì cái lọ hoa trên bàn tự di chuyển rồi rơi xuống làm cho anh ta tỉnh giấc và gọi người vợ của mình cùng dậy. Cả hai vừa mới đi ra khỏi căn phòng thì tiếng kêu cứu của người vợ vang lên. Có lẽ người vợ đã gặp điều gì đó và bị mất tích, còn người chồng thì qua đời ngay sau đó do bị rơi từ trên tầng xuống. Sinh vật quỷ quái chui vào nhà khi ngủ quên. Một cô gái đã cáo buộc rằng có một cuộc gọi từ một chiếc điện thoại ẩn. Khi cô ấy trả lời ở đầu dây bên kia thì chỉ có im lặng và không nghe thấy gì. Và cô nhận được những lá thư nạ đến từ bưu điện. Rồi cánh cửa nhà thì bị chảy xước bởi ai đó hoặc cái gì đó. Cô ấy cảm thấy lo sợ vì không biết điều gì đang đến với ngôi nhà của mình. Quyết định đặt camera giám sát trong nhà và trong phòng ngủ của mình. Rồi bất chợt, trong những đêm rùng rợn, một điều gì đó không thể giải thích đã xảy ra. Chiếc camera trong phòng khách đã quay cảnh một thứ gì đó đang bò trong ngôi nhà. Rồi nó leo lên các bậc thang và đi đến phòng của cô gái. Vào thời điểm đó, cô gái đã ngủ say. Sinh vật này trông rất giống con người, nhưng tạo ra âm thanh khủng khiếp và chuyển động của nó trông giống như một con khỉ. Cô gái cảm thấy rằng như có cái gì chạm vào chân của mình. Sau đó thì cô gái trải qua một vài đêm yên tĩnh. Cô gái gần như bình tĩnh lại và quên đi những đêm khủng khiếp. Nhưng vào một đêm mưa gió, một sinh vật khác có đôi chân rất dài và khuôn mặt kỳ dị. Nó đi bằng hai chân giống như một chiếc mặt nạ kỳ quái trên một khuôn mặt. Thứ gì đó bình tĩnh vào nhà và đi thẳng vào nơi cô gái đang ngủ yên. Nó trèo lên giường, chui vào chăn rồi bò qua đôi chân của cô gái, rồi thò cái đầu khủng khiếp qua cái chăn sang bên kia của chiếc giường. Có phải cha mẹ đã ngủ quên để cho ma quỷ lộng hành? Khi một gia đình đang ngủ và trong một căn phòng thì có một cái cũi giống như một đứa trẻ mới biết đi và có khả năng nhỏ hơn 2 tuổi đang khóc khi cố gắng bò ra khỏi cũi của mình. Thoạt đầu điều này có vẻ không có gì đáng sợ, mặc dù bạn lo lắng em bé có thể rơi ra khỏi mép cũi trước khi nó tiếp tục la hét cuồng loạn, cuối cùng trèo lên mép cũi và đứng trên đó với sự thăng bằng hoàn toàn.
hầu hết trẻ sơ sinh và em bé mới biết đi, thì đây là một cảnh tượng gây sốc. Hãy nhìn những chuyển động mà em bé thực hiện với đôi tay của mình. Chúng dường như được điều khiển, giống như một thứ gì đó đang nắm lấy tay em bé, buộc em bé phải giữ thăng bằng. Bạn có thể thấy khi em bé đang chuẩn bị rơi xuống thì nó lặng im để tập trung vào việc tay phải cố với lấy cái gì đó, đồng thời quay mặt nhìn vào trong cũi rồi mới bất ngờ ngã xuống. Liệu có phải là một điều gì đó siêu nhiên không? Bạn đang nghĩ điều gì ở đây? Bóng ma nhô lên từ dưới giường. Một người đàn ông đã cáo buộc rằng ngôi nhà của anh ta bị ma ám nghiêm trọng bởi vì những ngày gần đây xảy ra rất nhiều tiếng động trong khi ngủ và các đồ vật tự di chuyển. Ban đầu anh ta nghĩ rằng nó có thể là do con mèo trong nhà, nhưng sau đó sự việc càng trở nên mạnh mẽ hơn và quyết định lắp đặt camera khắp trong ngôi nhà. Sau 3 ngày 3 đêm, cuối cùng anh ta đã bắt được một sự việc lạnh giá đến tận cốt lõi khi mọi người đang ngủ. Cả hai đang ngủ say sưa, nhưng đúng 4 giờ 27 phút sáng, cánh cửa tủ bắt đầu mở ra, rồi chiếc đèn từ trên bàn rơi xuống. Và bạn có thấy không, giống như một cái đầu có thể được nhìn thấy nhô lên từ mép giường, rồi nhanh chóng biến mất xuống dưới gầm giường. Bạn nghĩ ngôi nhà có đang bị ma ám hay không? Và đó có phải là ma hay điều gì có thể đang ở trong ngôi nhà của anh ta? Nói chuyện với thế giới khác trong đêm. Nhân loại đã quá quen thuộc với mộng du, nhưng hiện tượng này vẫn không ai có thể giải thích đầy đủ và giải quyết được vấn đề này. Một người đàn ông cho biết rằng anh ta có vấn đề với việc ngủ vào ban đêm, đôi khi là những điều đáng sợ. Trong giấc ngủ mơ, anh ta nói chuyện với ai đó trong đêm. Người vợ của anh ta đã quá quen với hiện tượng này. Sáng hôm sau thì anh ta không nhớ mình đã làm bất cứ điều gì trong đêm. Vì vậy, anh ta đã ghi lại tất cả và đây là tổng hợp của 1001 đêm. Khoa học đã nói gì về dạng rối loạn tâm thần này có thể xảy ra với một số người và các thực thể linh hồn của thế giới khác có liên quan ở đây hay không, mà chúng ta vẫn gọi là ác mộng và linh hồn. Và một trong những linh hồn này được kích hoạt vào ban đêm bởi một người giống như ác quỷ đã dẫn dắt vào trong thế giới ảo mộng.
tôi nghĩ rằng có thể người vợ của anh ta đang gặp nguy hiểm, bởi vì trong các đêm mộng du khác nhau, mỗi một giấc mơ, anh ta thể hiện các hành động khác nhau. Nhưng có những lúc cái ác thể hiện trong giấc mơ, anh ta sẽ không làm chủ được hành động của mình, và anh ta nên cẩn thận để không làm hại đến người thân yêu của mình. Bạn đang nghĩ gì về những điều đó? Bạn nghĩ điều gì khi chiếc đèn từ trên bàn rơi xuống, rồi cái đầu đen nhô lên từ dưới mép giường? Có phải là ma? Và điều gì đã giúp cho em bé đứng vững thăng bằng lâu như vậy? Có phải ai đang ở đó? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký, chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành biết ơn bạn.